vụ án Phúc Sơn, thu giữ 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la Mỹ, 500 lượng vạn và 1.000 sổ đỏ. Chiều ngày 1 tháng 6, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cung cấp thông tin về tiến độ điều tra hai vụ án ở công ty Thuận An và Phúc Sơn. Theo Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, do tính chất phức tạp của vụ án, do phạm vi, địa phương, khối lượng công việc lớn, nên tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng vừa qua, hai vụ án này đã được đưa vào danh sách thuộc ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo. Thiếu tướng Hoàng Anh tuyên cho biết, về vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 23 bị can về các tội danh nêu. Trên, cơ quan công an cũng thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la Mỹ, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ các loại. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi sai phạm của các bị can và các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra vụ án thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 08 bị can về các tội danh nêu trên thu giữ gần 40 tỷ đồng. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của tập đoàn Thuận An, đồng thời tập trung lực lượng để điều tra, mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản, cảm ơn bạn đã theo dõi.